vẽ tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bạn có đoán được là ai không? Anh ta chính là người đã ghi 2 bàn thắng vào lưới của Indo, giúp Việt Nam đi thẳng vào chung kết AFF Cup. Anh ta là trung phong cắm với lối chơi đơn giản, ít chặn nhưng không kém phần hiệu quả. Ưu điểm của anh ấy chính là khả năng chạy chỗ cực kỳ thông minh để tìm khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương trước khi tung ra đòn quyết định nhằm ghi bàn vào lưới của đối thủ. Anh ta chính là một quân bài chiến thuật thực sự của thầy Park trong giải AFF Cup lần này. Bạn có biết anh ấy là ai không? Cho mình biết đấy nha.